Vâng, chào tất cả các bác. Hiện tại là em là đang ở Phước Long, là đang giao hàng ở trên này. Thì các bác nào ở khu vực Bình Phước và Bình Dương thì có nhu cầu ấy đề xuất bọn em đến thăm vườn và xem vườn, xem là mình lắp đặt bộ thiết bị là nó như thế nào. Đó, có hoặc là cái vườn là có đã đạt tiêu chuẩn để mà sử dụng phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí không thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0368986353 và em sẽ đến trực tiếp tới tận vườn khảo sát và đưa ra những cái công thức mà làm để theo cái đặc thù của vườn cây. Vâng, làm như thế để cho nó hiệu quả nhất. Đó. Vâng, vâng, và bây giờ ấy thì nó đang vào cái giai đoạn mà dịch Covid là rất nặng nề. Thì bây giờ ấy thì để bảo đảm an toàn ấy thì bọn em đi. Đấy, đây là đi hai người như thế này là phải cứ 2 ngày là test Covid một lần. Nếu mà dương tính ở đâu ấy là dừng tại đấy. Thì khi bọn em đến thăm vườn các bác ấy thì các bác cũng nên là đeo khẩu trang vào. Đó. Và bọn em cũng đeo khẩu trang vào là cho nó an toàn. Đó. Vâng, mong tất cả các bác là hợp tác về cái vấn đề mà phòng chống Covid. Vâng, chào các bác.